Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo thông tin từ báo chí Nhật Bản khoảng 18 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2 giờ địa phương, Tổng đài cảnh sát 110 của Nhật Bản nhận được cuộc gọi báo có người ngã gục trong một căn hộ ở thị trấn Hibarioka, thành phố Higashiomi, tỉnh Shiga. Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh, 35 tuổi, nhân viên hợp đồng người Việt Nam đã chết tại căn hộ. Cảnh sát Nhật Bản nói rằng nạn nhân tử vong do nhiều vết đâm vào cổ. Ngày 27 tháng 2, cảnh sát đã bắt khẩn cấp nghi phạm Takashi Yamamoto, 49 tuổi, người thất nghiệp sống ở tầng 2 khu chung cư. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết người, nói rằng có vấn đề với tiếng ồn trong cuộc sống hàng ngày. Yamamoto bị tình nghi sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh bằng dao trong khoảng thời gian từ 2 giờ 40 phút ngày 23 tháng 2 đến 18 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2. Anh Nguyễn Tuấn Anh làm việc tại một công ty gia công kim loại gần đó. Ngày 26 tháng 2, đồng nghiệp lo lắng khi không thấy anh đi làm nên đã đến thăm. Họ phát hiện nạn nhân gục trong phòng. Cảnh sát phát hiện vết máu trên cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 căn hộ. Liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại Higashi Nhật Bản. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tối 1 tháng 3, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu và xác minh thông tin. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị phía nhật bản khẩn trương điều tra rõ vụ việc xét xử kẻ phạm tội cũng như làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân liên hệ gia đình nạn nhân chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định pháp luật việt nam và sở tại